Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cả đấng mơ hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Cơ hội hiếm có nào đang được mang đến cho các bạn và đây những trà bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem các cơ hội quý giá hiếm có nào đang được mang đến cho các bạn. Và đây nhận ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Wow, các bạn tụi một là những người có thể là đang có rất là nhiều những cái khoảng thời gian vui vẻ nhộn nhịp bên gia đình hoặc là bạn đang rất là mong muốn cuộc sống gia đình của mình sẽ có một cái sự giàu có, sung túc đủ đầy. Và ngoài ra có một vài bạn độc thân các bạn cũng rất là mong muốn được kết hôn ha, được xây dựng gia đình có mái ấm riêng. Các bạn còn rất là mong muốn có con cái nè. Có một số bạn ở đây các bạn rất là hiếu thảo cha mẹ, rất là muốn gọi là có thật là nhiều tiền để có thể báo hiếu cha mẹ của mình. À, một số bạn ở đây mình thấy các bạn cũng là một người đang trong cái giai đoạn của sự cân bằng tiết chế điều độ hơn tập trung vào bản thân và có một cái sự gọi là chăm sóc cho sức khỏe tinh thần thể chất của bản thân hoặc của những cái người thân của các bạn có thể một vài bạn các bạn đang quan tâm đến vấn đề sức khỏe của cha mẹ ông bà các bạn cũng rất là mong muốn mọi người được chữa lành ha mình thấy là như vậy à, và có một số bạn các bạn là những người rất là đảm đang rất là tháo vát những người có khiếu về năng khiếu về nấu ăn rồi đó các bạn có khả năng cũng khá là đầu hoa và cũng rất là hy vọng gặp được một cái người gọi là người tình yêu người tình như ý kiểu vậy hiện tại có thể các bạn đang ở trong cái giai đoạn có một cái sự cố gắng bảo đảm mọi thứ một cách an toàn vững chắc các bạn có tính kiểm soát hơi cao và mình thấy hiện tại có khả năng một số bạn các bạn đang gọi là tiết kiệm tiền bạc hoặc là tích trữ vàng bạc ở đây có một vài bạn các bạn rất là thích mua sắm vàng rồi đó để dành ha hiện tại có khả năng là cái vấn đề cơm áo gạo tiền nó đang có sự đè nặng lên cái tâm trí tinh thần các bạn và ngoài ra còn có một số bạn là vấn đề về tình yêu nữa cho nên là mình thấy dường như các bạn đang cố gắng cân bằng nhẹ nhàng hơn với chính mình các bạn được khuyến khích hãy thả lỏng ra ha hãy có sự đón nhận những niềm vui đang đến cuộc sống các bạn như là hòa nhịp vào cái không khí thích đến xuân về chứ đừng để bản thân của mình quá kìm nén để ảnh hưởng đến tinh thần các bạn ha và mình thấy các bạn là những người muốn có cuộc sống giàu sang phú quý muốn thành công thì tốt nhất các bạn cũng phải có một cái sự thay đổi phát triển bản thân của mình đừng có che giấu những kỹ năng tài năng của mình hãy có một cái sự gọi là đào sâu nghiên cứu xem mình có những cái ưu điểm nào để mình có thể gọi là phát triển nó tạo cho mình một những cái cơ hội thu hút những cơ hội vàng đến với các bạn ừ. rồi để mình xem như coi cơ hội à, hiếm có quý giá nào đang được trao cho các bạn Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ thấy rất là nhiều con số lập nè, 33344 nè. À, các bạn có thể lên Google sợ những con số thiên thần này để biết thêm chi tiết hướng dẫn để bạn có thể đón nhận những cái uh, cơ hội uh, hiếm có được trao đến cho các bạn và một 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 nữa hai hai nữa ha có thể năng là các bạn dạo gần đây thấy rất là nhiều con số lập luôn ừ. hoặc là một hai một hai nè ở đây mình thấy các bạn được gia tăng cái nhận thức cái trí tuệ các bạn ha các bạn có được cái sự gia tăng cái lòng kiên định của mình để bạn có thể nhìn thấy sự thật của mình À, bạn có khả năng nhìn xa hơn cái bức màn ảo ảnh cuộc sống của các bạn ừ. các bạn sẽ có được cái sự nâng cao cái phẩm chất bên trong của bạn à, và bạn nên giữ lập trường của chính mình đối với một người hoặc là một cái vấn đề cụ thể à, và hãy đứng vững trong cái sự thật của chính bạn và đừng để bản thân của mình bị lung lay bởi niềm tin ý kiến hay là quan điểm của người khác bạn hãy tin vào trực giác và linh cảm của bạn à, bạn hãy thành thật với chính mình bạn có thể tôn trọng quan điểm của người khác mà không cần phải thay đổi cái hệ thống giá trị của bạn. Nếu nó không có phù hợp với bạn thì bạn đừng có tiếp tục. À. Nếu như lúc trước các bạn có những sự mù mờ ha và không biết mình phải có những cái hành động thiết thực như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ được mở ra cái tầm nhận thức mới, cái sự sáng suốt và có sự độc lập tự chủ hơn về cái chính kiến ý tưởng của bạn. Ngoài ra một số bạn các bạn đang dần trẻ hóa ha các bạn đang dần gọi là được chữa lành và được thanh lọc cảm xúc của mình đó có thể là bạn cảm thấy cuộc sống của mình có những cái xáo trộn về cảm xúc tuy nhiên thì mình thấy rằng bạn đừng lo lắng bởi vì một cái sự chữa lành sâu sắc đang diễn ra Và khi mà kết thúc cái quá trình này thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và ngoài ra một số bạn các bạn sẽ được làm sạch ha, những cái bầu không khí uh, u ám để cuộc sống của mình trở nên gọi là trong trẻo trở lại và khi mà bạn được thanh lọc, bạn được trả hóa về mặt cảm xúc thì bạn sẽ có sự sẵn sàng để có thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình để có thể thoát khỏi những gánh nặng cảm xúc mà trước đây bạn đã mang theo. Những nỗi buồn, những nỗi tiêu cực các bạn sẽ được gọi là thanh lọc sạch sẽ, sẽ được có sự gọi là rửa uh, ráy và có một cái sự gọi là trong sáng trở lại. Cuộc sống bạn có khả năng là có một cái sự thay đổi, đang có một sự tiến hóa, và cuộc sống này luôn luôn thay đổi cho nên các bạn cũng được khuyến khích hãy có một cái sự thích ứng với hoàn cảnh để mình có thể gọi là bắt nhịp với cuộc sống này. Và ngoài ra bạn hãy có một cái sự kết nối với mẹ trái đất nhiều hơn, à, quan tâm đến việc gọi là đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. À, bởi vì nó giúp cho cái quá trình chuyển đổi, quá trình trẻ hóa của bạn nó được gọi là thuận lợi và sung sẻ hơn bao giờ hết. Ừ. Các bạn đang được trao cái cơ hội hiếm có để bạn có thể đổi mới bản thân tinh thần, thể chất hoặc là À, cái vẻ bên ngoài của các bạn luôn Và bạn có khả năng thành công Để thực hiện cái sự đổi mới này Cuộc sống của bạn có những cái sự đổi mới sâu sắc Đang diễn ra Cho nên là à, các bạn sẽ lấy lại được Cái quyền kiểm soát của mình ha. Một cái con người mới của bạn nó đang nổi lên Đỉnh đạt và có cái sự gọi là Tự tin mới mẻ hơn Bạn sẽ tiến về phía trước một cách chắc chắn Và những cái quá khứ đau buồn Nó sẽ ở phía sau các bạn à, Những cái công việc khó khăn gì đó nó sẽ được hoàn thành tất cả những gì mà bạn phải làm là quyết định xem bạn thực sự muốn cái gì à, và mọi thứ đều có thể với các bạn nha hãy lắng nghe trái tim của bạn và đừng có chấp nhận uh, những cái điều tiêu cực nữa ừ. hãy có một cái sự chắc chắn tự tin và mọi thứ nó sẽ thuộc về các bạn các bạn có được cái sự ban phước lành cho cái việc gọi là thực hiện cái mong muốn từ trong trái tim của bạn nó có một cái sự thành công viên mãn một số bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn có nhiều rất là nhiều vấn đề liên quan đến chữa lành nè. Ừ, có khả năng là có vấn đề sức khỏe của bạn nó sẽ được cải thiện sẽ được hồi phục à, và ngoài ra ở đây thì mình thấy là những cái gì đó mà bạn đang trăn trở sẽ được giải quyết và mọi thứ sẽ được chữa lành thông qua tình yêu thương ừ, những gì mà trước đây nó cằn cõi nên nó trở nên màu mỡ hơn một những cái hạt giống mà bạn đã gieo thì bạn uh, sẽ có sự gọi là um, được tạo cái điều kiện thuận lợi để nó phát triển ha đúng thời điểm một cái sáng tạo mới một khởi đầu mới đang chờ đón các bạn và sự ra đời của một cái gì đó mới đang mang lại cái niềm vui và sự phấn khích ừ. và bánh xe số phận đang quay bắt đầu một chu kỳ mới nữa rồi các bạn sẽ có được một cái sự gọi là thay đổi cái hình ảnh của mình cũng như cái nhận thức của mình và những cái điều mới được sinh sôi so nảy nở ngoài ra một số bạn ở đây mình thấy cái khả năng các bạn sẽ có những cái tin vui về con cái các bạn có sự thuận lợi vấn đề sinh sản nha các bạn đang được trao cơ hội để các bạn có thể bay lên đó ừ. có thể gọi là có được cái sự rõ ràng có được những cái giải pháp có được cái sự tự do cho chính mình các bạn có thể là nhìn thấy mọi thứ từ một cái góc độ cao hơn ha? và bạn à, được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là dành nhiều thời gian hơn cho tinh thần và bình tĩnh hơn trong cuộc sống của mình dành nhiều thời gian ngoài thiên nhiên hơn để bạn có được cái cảm giác yên bình và từ đó giải pháp hoặc là sự hướng dẫn sẽ được tiết lộ nếu có những cái vấn đề gì đó bạn cảm thấy quá khắc nghiệt và bạn không kiểm soát được bạn cảm thấy rất là mỏi mệt với nó thì bạn được khuyến khích dừng dừng suy nghĩ về nó ha, tập trung vào những cái giải pháp đơn giản tồn tại hoặc là tập trung vào những gì mà mình có thể uh, nắm giữ được khi mà bạn có một cái sự buông bỏ những cái điều mà bạn không thể kiểm soát được thì nó sẽ trở nên rõ ràng ha, hãy ngừng tập trung vào tình huống uh, khó khăn một lúc yeah. Một số bạn ở đây các bạn được khuyến khích hãy có một sự xua theo dòng ha, Dành thời gian để mình đi bộ trong uh, thiên nhiên uh, Hoặc là có một cái sự bơi lội Hoặc là bất cứ điều gì mà có một cái sự gọi là hoạt động lành mạnh Để tinh thần của bạn có sự gọi là nâng cao trở lại uhm, Hãy vui vẻ hơn với những gì mình đang có hiện tại Và ngoài ra hãy làm bất cứ điều gì cần thiết Để bạn có thể tách khỏi mọi thứ trong một thời gian Và giải pháp sẽ trở nên rõ ràng khi mà đến thời điểm thích hợp ha và ngoài ra thì mình thấy có một số bạn các bạn đang kìm nén cái cảm xúc của mình các bạn sẽ được chữa lành thông qua những giấc mơ các bạn hoặc là quá trình chữa lành đang diễn ra và bạn phải trút hết trái tim mình và bày tỏ cảm xúc thực sự của mình hãy làm điều này cho chính bạn và cho người khác bạn hãy nhớ rằng tất cả những gì mà bạn kìm nén nó không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà nó còn ảnh hưởng đến những người xung quanh đặc biệt là những người bạn yêu thương nhất ha. bạn có thể thừa nhận cảm xúc của mình một cách an toàn bạn khóc cũng không sao chỉ cần bạn đầu hàng và để mọi chuyện nó qua đi, ừ, bạn được bao quanh bởi tình yêu và năng lượng chủ lành của thần thánh, bạn được yêu thương vĩnh viễn và được bảo vệ vĩnh viễn. và trong tháng tới thôi, bạn sẽ suy ngẫm về quá khứ, bạn sẽ tạ ơn và buông bỏ những cái tổn thương thất vọng trong quá khứ. chỉ có những kỷ niệm yêu thương của bạn nó sẽ được giữ trong tim. À, và sau đó khi căn phòng trái tim của bạn lại tràn ngập ánh sáng thì một cái mùa mới lại bắt đầu, một hành trình mới, niềm vui mới, niềm đam mê mới lại bắt đầu. À ngoài ra thì mình thấy có một số bạn các bạn đang bước vào cái giai đoạn gọi là thịnh dượng về tình yêu <laughs> các bạn sẽ có được tình yêu thương sâu sắc và chân thành các bạn sẽ có được những khoảng thời gian đầy cảm xúc à, và ngoài ra bạn sẽ có một cái sự đánh giá lại những cái ưu tiên những cái giá trị cốt lõi của mình và điều này sẽ dẫn bạn đến cái con đường khám phá bản thân mang theo một mối liên hệ tinh thần sâu sắc hơn với cuộc sống ừ, với những người xung quanh gia đình bạn bè và những người thân yêu À, ở đây thì mình thấy có khả năng các bạn sẽ có được cái ánh sáng bên trong và cái trí tuệ của bạn có sự chiếu sáng chữa lành và trực truyền cảm hứng đây cũng là cái thời điểm tốt các bạn sẽ có khả năng gọi là viết lách sáng tạo này, hoặc là bạn cảm thấy có một cái xu hướng như là bạn muốn vẽ bạn muốn làm điều gì đó à, mang tính sáng tạo và tận dụng hết những cái khả năng tiềm tàng của mình để có thể tạo nên một cái tác phẩm hoặc là một cái món đồ gì đó mà bạn hết uh, truyền hết tâm huyết vào đó thì bạn sẽ thành công nha các bạn nên tạ ơn ơn trên bởi vì các bạn sẽ có được rất là nhiều phước lành mà sẽ nhận được trong khoảng thời gian tới liên quan đến tình yêu, liên quan đến sự sáng tạo, liên quan đến sự hiệp thông, liên quan đến sự đoàn kết, sự gắn bó với mọi người. Cơ hội hiếm có nào, quý giá nào đang được trao cho các bạn tụ một sự đủ đầy sự dư giả sự thoải mái sự phong phú sự thịnh dượng hoặc là những cái điều mà bạn gọi là trăn trở nó sẽ được hoàn thành à, các bạn có được cái sự gọi là thông dong tự do bước đi trên hành trình mới của mình không còn áp lực không còn nặng nề không còn bị kìm hãm nữa à, mọi thứ nó sẽ được quá giải à, các bạn cần có một cái sự tập trung vào hiện tại tập trung vào niềm vui cuộc sống tập trung vào cái khoảng bình yên cho chính mình buông bỏ quá khứ, buông bỏ những gì đã biến mất, buông bỏ những gì đã không còn để bản thân của mình được thảnh thơi, được ung dung, ừ. à, tận dụng gì mình đang có thì sẽ thu hút được cái sự thịnh vượng đó. Với các bạn mình thấy các bạn có rất là nhiều những cái thông điệp tốt đẹp dành cho các bạn. Đã đến lúc các bạn có sự rời khỏi những tình huống cũ, ha những gì mà gọi là khiến cho bạn cảm thấy tổn thương, nhức nhối, ừ. các bạn sẽ được gọi là chữa lành. Và ngoài ra một số bạn các bạn sẽ buông bỏ những cái tình yêu cũ là kỹ nào đó không còn đem đến cho bạn hạnh phúc Các bạn có khả năng hỏng gầy là hơi bị dằn giặt, giặt tổn thương ha Nhưng mà có thể là cái quá trình chữa lành đang được diễn ra khi mà bạn đó mặc cái vấn đề của mình Và bạn không còn để nó kiểm soát các bạn nữa mà các bạn sẽ buông bỏ nó Các bạn tập trung vào niềm vui với những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình Và khi đó thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ thu hút được rất là nhiều điều ha Cái cảm giác thỏa mãn, hài lòng, hạnh phúc, dân tràn nè rồi à, ngoài ra thì có khả năng thu hút được rất là nhiều những cái nguồn tiền đến với các bạn à, tiền thưởng tiền lương lợi nhuận đầu tư hoặc là những cơ hội quý giá mà vũ trụ mang đến cho các bạn để bạn có thể gia tăng tài chính một số bạn có khả năng là cũng sẽ có những cơ hội để giúp đỡ cho người khác về vật à, chất tiền tài trong khả năng của bạn hoặc là về lời khuyên hoặc là những cái điều gì đó mà bạn mang đến cho người khác thì bạn cũng sẽ được à, vũ trụ mang lại cho bạn những cái nguồn tài nguyên quý giá à, gấp đôi gấp sáu lần gấp 10 lần vân vân tùy theo à, như mình nói là cái vấn vấn đề chữa lành nó được diễn ra ha à, đồng thời mình thấy một số bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự gọi là tiệt tùng trong gia đình hạnh phúc ấm êm diễn ra hoặc là có được cái sự gọi là tiền tài đến với các bạn ha tài chính đến với bạn rất là nhiều được đổ vào trong cuộc sống của bạn luôn đó ừ, ngoài ra có khả năng là các bạn cũng có được cái chốn bình yên cho bản thân ha à, các bạn có được cái không gian bình yên cho bản thân không có để những điều phiền nhiễu ảnh hưởng tinh thần các bạn nữa một số bạn ở đây mình thấy bạn có sự cầu mong cho gia đình người thân của bạn được chỗ lành thì mình thấy có thể là sức khỏe của họ cũng sẽ dần ổn định hơn. Nếu như có một cái lối sống lành mạnh và biết quan tâm chăm sóc bản thân của mình, à, một số bạn ở đây bạn sẽ bảo đảm bảo đảm bảo toàn được cái do vấn đề tài chính vật chất hoặc là cuộc sống của bạn có sự ổn thỏa. Một vài bạn cũng sẽ có những cái chuyến đi đi chơi đi du lịch hoặc là một cái hành trình phát triển về tâm linh tinh thần của mình. À, các bạn có sẽ có được rất là nhiều những nhận thức sâu sắc mới hoặc là có những cái cơ hội mới được mở ra hoặc gặp gỡ những người bạn mới à, có sự kết nối với mọi người à, một cách à, gắn bó hơn ừ, và thông qua đó các bạn sẽ gặp được người yêu ha một cái người yêu chân thành ấm áp ha, hoặc là mang đến cho bạn cái sự chữa lành mang đến cho bạn cái niềm vui giúp cho bạn có thể rời khỏi những cái đau thương tổn thương trong quá khứ à, và nguồn tài chính đó các bạn cực kỳ đủ đầy luôn ha ngoài ra thì Um, một số bạn có khả năng các bạn có tình yêu rồi các bạn sẽ có một cái sự gắn kết tình yêu với người yêu của mình mật thiết hơn thậm chí một số bạn các bạn mong muốn có con cái là mình thấy sẽ có tin tức vui về con cái hoặc là bạn nào chưa có chưa có muốn thì có khả năng là các bạn nên có một cái sự phòng ngừa bởi vì mình thấy giai đoạn này các bạn dâng tràn những cảm xúc đam mê tình ái rất là mãnh liệt ở đây nha nó dâng tràn nó nồng nàn ha nó ngọt ngào và nó có sự gọi là thu hút nhau một cách rất là mãnh liệt ừ. Um và thiên nhiên là nơi tiếp xúc cho các bạn và nguồn nước giúp cho các bạn có sự cân bằng tỉnh táo và có sự tiết chế một số bạn còn nâng cao được khả năng ăn nói hoặc cái khả năng gọi là nấu ăn khả năng gọi là chăm sóc cho bản thân hoặc chăm sóc cho những người khác hoặc là nhà cửa các bạn có sự rộn ràng vui vẻ hơn hoặc là một vài bạn có sự khép tay hay làm các bạn trang trí nhà cửa và được mọi người khen ngợi à. và ngoài ra một số bạn có thể là bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều điều chân lý quý giá thông qua cái quá trình mà bạn có sự gọi là tận hưởng cuộc sống này gắn kết với mọi người ừ. ở đây mình thấy các bạn đang có một cái sự bị vũ trụ kiểm tra cái niềm tin các bạn cho nên những lúc mình mình gọi là bị rơi vào cái giai đoạn mù mờ tâm tối thì chỉ có niềm tin có thể cứu các bạn ra khỏi cái vấn đề tồn động ở hiện tại mọi thứ sẽ qua đi các bạn sẽ rời khỏi những tình huống khó khăn thôi cho nên hãy có niềm tin hãy có sự tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hãy luôn như nghĩ trong đầu của mình rằng ừ tốt 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 ổn 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 hài uhm, hòa trở lại thôi ha đừng có nghĩ đến những cái vấn đề tiêu cực đừng có suy nghĩ tưởng tượng ra những cái vấn đề khiến bạn lo lắng càng nhiều thì nó sẽ thu hút càng nhiều à, nó càng diễn ra nhanh hơn nữa uhm, cho nên là hãy có một sự cẩn thận trong cái à, suy nghĩ của mình À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đang gọi là muốn giảm cân đang muốn gọi là giảm bớt chế độ ăn uống của mình có một cái sự lành mạnh hơn thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ sụt được ký đó nếu như các bạn có cái sự gọi là tập thể dục nè có một cái sự gọi là chọn những phương pháp tự nhiên mà những cái phương pháp gọi là nó tốt cho sức khỏe à, rồi tập thể dục rồi đi dạo rồi có một cái tinh thần phấn chấn lạc quan rằng mình sẽ thành công đó. thì mình thấy có khả năng bạn sẽ giảm được khá là nhiều ký đó Ngoài ra có một số bạn sẽ có khả năng có một cái sự dồi dào để bạn có thể mua bán vàng Trong thời gian tới, nói chung là thời gian tới mình thấy các bạn sẽ rất là thú vị ha Cảm thấy rất là tự do, thông dong không có còn ở trong cái trạng thái gọi là bị cơm áo gạo tiền nó nó đè nặng nữa Không có còn lo lắng vấn đề tài chính quá nhiều nữa Các bạn sẽ được cứu vớt ha? hoặc là sẽ có những cơ hội đến Nhưng mà ở đây có một số bạn là cẩn thận với những cái chiêu thức lừa đảo để tránh bị mất tiền mất bạc ha Tỉnh táo một chút Ừ mình thấy các bạn có được nguồn tiền này do cái quá trình nỗ lực ha, của các bạn chứ không phải là do cái sự gọi là à, đỏ đen hoặc là vận may à, bất ngờ à. cho nên là các bạn cũng cẩn thận để tránh rồi là tham thì thăm ha ở đây mình thấy con số 1010 nè một con số may mắn dành cho các bạn các bạn có thể lên google sợi con số này nha ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy vui vẻ lên ha hãy dành thời gian để vui chơi để thoải mái đã bao lâu rồi các bạn không cho bản thân của mình được thư giãn ừ. hãy tạm gác lại những cái trách nhiệm những nỗi lo lắng của các bạn một thời gian đi để bạn có một cái sự gọi là tận hưởng cái cuộc sống uh, vui vẻ hãy giải phóng cái sự ức chế của mình hãy thoải mái cười đùa ha hoặc là cảm nhận sự kết nối với đứa trẻ bên trong các bạn ừ các bạn nên tham gia vào những cái sở thích hoặc những hoạt động hoàn toàn tập trung vào việc vui chơi. À, nếu như bạn muốn học hát, học nhảy hoặc là chơi một môn thể thao nào đó mới thì đã đến lúc rồi đó. Ừ. Hoặc một số bạn, các bạn đang có rất là nhiều những cái thôi thúc ha à, để thể hiện cái sự sáng tạo của mình thì hãy làm đi. Go for it ha. Đây là thời điểm lý tưởng để các bạn, để các bạn có thể thực hiện cái đam mê của mình ừ. và cái niềm vui sẽ giúp cho bạn cân bằng được tất cả những khía cạnh trong cuộc sống của bạn. À, hãy vui vẻ lên bởi vì bạn xứng đáng được như vậy nha. Khi bạn vui, bạn hạnh phúc thì bạn mới thu hút được vận may nha. Còn các bạn cứ ủ rũ u sầu u buồn thì các bạn toàn thu hút những cái điều đó đến nhiều hơn thôi. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi. À cơ hội quý giá hiếm có nào đang được trao cho các bạn. Và đây những trải bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. tụ hai có thể năng dạo này cảm thấy rất là uể oải rất là mỏi mệt hoặc là các bạn đang rất là bận rộn ha có nhiều điều khiến bạn cảm thấy lo lắng bồn chồn hoặc các bạn có những cái vấn đề gì đó có sự suy nghĩ nghĩ ngợi rất là nhiều trong thời điểm này ừ. hoặc là có những cái cảm giác như là mệt mỏi muốn bệnh sức khỏe hơi giảm sút các bạn được khuyến khích hãy tập trung yêu thương và dành thời gian để cân bằng lại các bạn có thể là đang đón nhận những cái điều gì đó mới mẻ hơn hoặc là dạo gần đây là các bạn hơi cảm xúc một chút hơi nóng nảy hơi bất đồng các bạn nên biết điều chỉnh thì tiết chế cái cảm xúc của mình để tránh gây những cái sự tổn thương cho người khác bằng lời ăn tiếng nói nha một số bạn ở đây mình thấy có khả năng là các bạn rất là mong muốn tìm ra cho mình một cái tình yêu phù hợp hoặc là muốn gọi là có được một cái tin tức gì đó tốt đẹp đến với các bạn hoặc là có khả năng là các bạn muốn thực hiện một cái niềm đam mê gì đó mới trong sự nghiệp của mình các bạn có một số bạn ở đây các bạn đang dần trẻ hóa hơn đó gần có khả năng các bạn dạo gần đây trẻ hơn tuổi rất là nhiều hoặc là có thể các bạn cũng rất là yêu thích trẻ thơ hoặc là một số bạn thì mình thấy có thể trong thời gian tới các bạn sẽ nhận được những cái món quà những lời ngợi khen của người khác dành cho các bạn thậm chí một số bạn trong thời gian tới sẽ sắp có được tình yêu mình thấy các bạn cũng đang rất là lo lắng về vấn đề tiền bạc của mình đang rất là nỗ lực kiếm tiền và thậm chí một số bạn đang cố gắng gọi là bảo quản mọi thứ một cách tốt đẹp nhất tiết kiệm không có dám tiêu xài nhiều có sự gọi là kỹ lưỡng hơn trong vấn đề gọi là tiêu pha và ngoài ra thì mình thấy khả năng một số bạn các bạn có một cái sự yêu thương bản thân hoặc là cái vấn đề về cơm áo gạo tiền nó gây ảnh hưởng cho các bạn rất là nhiều các bạn rất là sợ bị túng thiếu ừ. cho nên đôi khi các bạn có sự hơi bị kiểm soát quá mức và khiến cho bạn không có được cái sự thả lỏng không có được cái sự thoải mái ừ ở đây thì mình thấy có thể là một vài bạn các bạn là những người rất là thích mua vàng ha mua sắm vàng bạc để dành rồi đó có rất là nhiều bạn chọn luôn tụng một với tụ hai ở đây mình thấy có những cái điều gì đó mới đang đến với các bạn ừ. hoặc là những nguồn tài chính mới ha hoặc là những cơ hội gì đó được mở ra cho nên việc của các bạn nên thả lỏng ha nên đón nhận những cái điều mới mẻ hoặc là có sự thay đổi bản thân của mình chứ đừng có ôm giữ khư khư những cái điều tiêu cực hoặc là những cái nỗi buồn đây là thời điểm mà các bạn có sự gọi là buông xả nỗi buồn à, tập trung vào niềm vui niềm hạnh phúc thì nó mới có thể kéo đến với bạn nhiều hơn à. rồi để mình xem coi cơ hội quý giá hiếm có nào đang được trao cho các bạn tụ hai có thể một số bạn tụ hai các bạn có những cái nỗi lo nỗi sợ gì đó nhưng nó lại đưa bạn đến một cái cơ hội mới ừ. có khả năng các bạn sợ túng thiếu tiền bạc các bạn sợ gọi là kiếm tiền không bằng lúc trước có khả năng các bạn cũng sẽ có sự mở lòng để đón nhận những cái cơ hội nào đó để gia tăng tài chính gia tăng thu nhập chẳng hạn ừ. ở đây mình thấy rất là nhiều con số lặp một trăm một ha ở đây mình thấy các bạn có được cái sự thanh lọc ha? À, nếu như các bạn à, tụ một thì thanh lọc trong nước bạn có sự thanh lọc bản thân của mình trong cái à, nguồn năng lượng của lửa ha ừ, bạn hãy tìm hiểu xem coi điều mà trái tim mà thật sự mong muốn là gì à, xem cái cuộc sống của mình bạn cảm thấy mình còn thiếu thốn điều gì để tìm được câu trả lời đó thì bạn phải nhìn vào bên trong trái tim của mình à, bạn có thể là bạn biết cái điều này nhưng mà bạn lại ngại nhìn vì một phần trong bạn có sự lo sợ điều mà trái tim mình đang muốn mách bảo con đường duy nhất phía trước là bạn hãy có một cái sự đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn có điều gì đó trong cuộc sống của bạn không diễn ra như bạn mong muốn và nó sẽ không khá hơn trừ khi các bạn có đủ can đảm để đối mặt với nó hãy nhắm mắt lại và thư giãn nha và hãy tưởng tượng một cái ngọn lửa đẹp sưởi ấm trái tim và tâm hồn các bạn cảm nhận cái ánh sáng thanh lọc và chữa lành của nó đốt cháy cái nỗi sợ hãi và nghi ngờ các bạn chữa lành cơ thể và tâm trí của bạn và xóa tan những cái trở ngại dù là tưởng tượng hay là thực tế À, bạn hãy cảm nhận trung tâm trái tim của bạn như một không gian vô tận chỉ tràn ngập tình yêu và ánh sáng thôi và cảm nhận được cái sự bình yên à, bạn được an toàn trong cái không gian ánh sáng dịu cự này ừ. tâm hồn của bạn sẽ được hướng dẫn hướng tới cái hạnh phúc à, tất cả những gì bạn cần làm đó là làm theo cái sự hướng dẫn từ bên trong của mình và có một cái lòng tin đức tin mạnh mẽ nha đây là thời điểm mà các bạn sẽ được ơn trên giúp cho các bạn có được cái sự thả lỏng và cảm nhận được cái nhịp sống. Bạn sẽ được hưởng lợi rất là nhiều điều nếu như bạn cho phép mình linh hoạt hơn, uyển chuyển hơn nha. Hãy cởi mở với những cái ý tưởng mới và chấp nhận rằng mọi việc, mọi thứ thay đổi là điều tự nhiên. Đừng chống lại cái dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Ừm. Nếu như con đường của bạn nó có vẻ hơi bế tắc thì bạn nên tìm con đường khác. Có nhiều cách để bạn có thể đến cái nơi bạn muốn. Vì vậy bạn hãy tìm con đường ít trở ngại nhất ha, cuộc sống của bạn sẽ có được cái sự giải phóng, giải thoát những cái khó khăn, một cái hướng đi mới, một cái giải pháp mới được mở ra. Hãy thử ha, hãy có một cái sự gọi là trân trọng những cơ hội được mang đến cho các bạn. Ừ. Thế cuộc sống của bạn có rất là nhiều thăng trầm, à, thăng trầm nó không ngừng giữa chiến tranh và hòa bình. Và ngoài ra thì có những cái sự gọi là hỗn loạn, mất trật tự rồi đó vân vân nó khiến cho bạn cảm thấy lo sợ ha và bạn được khuyến khích trong những cái lúc như thế này các bạn hãy có sự tin tưởng rằng mọi việc xảy ra nó đều có lý do và mọi việc nó đều có mục đích cao cả hơn bây giờ bạn hãy ý thức về cái hơi thở các bạn hãy để cho nó dẫn bạn đến cái nơi bình yên và ánh sáng à, dẫn đến một cái khu vườn xinh đẹp trong cái căn phòng màu vàng của trái tim bạn và trong cái hánh đường bên trong của bạn các bạn sẽ tìm thấy được cái sự bình yên mà bạn tìm kiếm ừ, hòa bình chỉ có được khi mà mình có được cái sự bình yên trong tâm hồn của mỗi người khi mà bạn có thể tìm thấy được cái sự bình yên, ngay cả những lúc hỗn loạn nhất thì bạn chính là một người đang được nâng cấp, một bậc thầy thật sự. Ha. Ở đây thì mình thấy những cảm xúc mà bạn đã kìm nén bên trong ha. Giờ đây nó sẽ có cơ hội được chữa lành thông qua những cái um, quá trình chữa lành. Và bạn có thể nên trút hết cái trái tim của mình và bày tỏ những cảm xúc thực sự của mình. À, hãy có một cái sự tâm sự với thần thánh hoặc với những cái người mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất ừ. và bạn hãy nhớ là những gì mà bạn kiềm nén bên trong nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến bản thân của bạn và những người xung quanh các bạn đặc biệt là những người thân yêu nhất nha à. Bạn có thể thừa nhận những cảm xúc của mình một cách an toàn nhất à, bạn có thể khóc hoặc là bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn có một cái sự cảm thấy có thể trút bỏ được những gánh nặng trong lòng à, một cách gọi là khôn ngoan và khéo léo nha chỉ cần bạn có một cái sự gọi là đầu hàng và để mọi chuyện qua đi thì bạn sẽ được bao quanh bởi cái tình yêu và cái năng lượng chủ lành của thần thánh. Bạn được yêu thương vĩnh viễn và được bảo vệ vĩnh viễn. Và ngoài ra, trong tháng tới thôi các bạn sẽ suy ngẫm về quá khứ ha, bạn sẽ tạ ơn và buông bỏ những tổn thương thất vọng trong quá khứ và chỉ có những kỷ niệm yêu thương nó được giữ lại thôi. Và sau đó cái căn phòng trái tim của bạn nó lại tràn ngập ánh sáng ha, mọi thứ lại bắt đầu một cái hành trình mới, một niềm vui mới Những cái niềm đam mê mới lại được mở ra với các bạn Và mình thấy các bạn sẽ có được cái sự hòa bình cho chính mình Các bạn có khả năng tan biến được những cái lo ngại của mình Khi mà bạn thực sự gọi là cho bản thân của mình được thư thái ừ. Thực sự không có ích gì khi mà mình lo lắng Về những thứ không có nằm trong cái tầm kiểm soát của chính mình ừ. Lo lắng nó không giúp được ai Cũng không giúp giải quyết được gì hết Ngược lại nó thường khiến cho mọi việc có thể trở nên tồi tệ hơn Cuộc sống là vậy và mọi người đều thấy có rất là nhiều điều lo lắng. Tuy nhiên, à, hãy vì hạnh phúc của chính bạn và hạnh phúc của những người xung quanh, điều quan trọng là bạn phải học cái cách giải quyết mọi việc theo cách tích cực hơn. À, để bạn có thể ngăn chặn cái dòng lẫn quẩn của những cái suy nghĩ tiêu cực và phiền toái, bạn nên rèn luyện bản thân tập trung vào mặt tích cực của mọi việc. Dành thời gian à, mỗi ngày để có thể gọi là tĩnh lặng, cân bằng, cầu nguyện à, và hãy có một cái sự có những cái nhận thức bên trong sâu sắc cảm nhận và tưởng tượng bản thân của mình được bao quanh bởi tình yêu và ánh sáng và hãy để ánh sáng của tình yêu tràn ngập tâm trí trái tim các bạn và hãy tưởng tượng rằng những cái nỗi lo lắng của bạn sẽ có sự tan biến và trôi vào không gian tâm hồn của bạn nó được bình yên và trong trẻo trở lại tập trung vào tất cả những gì bạn biết ơn trong cuộc sống và cảm ơn vũ trụ cảm ơn đất mẹ cảm ơn vì mọi phước lành mà bạn có được trong cuộc sống thì bạn sẽ là thiết lập lại cái sự hòa bình, sự yên ổn cho chính tâm hồn của mình và mình thấy các bạn sẽ có được những cơ hội gia tăng được cái trí tuệ ha, và cái sự sâu sắc của mình. Các bạn có thể nhìn xa được cái bức màn ảo ảnh. Ừ, các bạn sẽ có khả năng gọi là sâu sắc về những cái uh, suy nghĩ cũng như có khả năng giữ vững cái lập trường của mình đối với một ai đó hoặc là một cái vấn đề cụ thể nào đó. Và hãy có một cái sự gọi là đứng vững trong cái sự thật của bạn Và đừng có để bản thân của mình bị lung lay bởi lung lay bởi cái niềm tin, ý kiến hay là quan điểm của người khác ha Trực giác linh cảm của bạn sẽ cho bạn biết điều gì ổn với các bạn, điều gì không ổn ừ. hãy, thành thành, hãy thành, thành thật với chính bản thân bạn Bạn có thể tôn trọng người khác, quan điểm của người khác Nhưng mà đừng có để họ thay đổi cái hệ thống giá trị của mình nếu có ai đó không phù hợp hoặc có những cái suy nghĩ tiêu cực gì đó ảnh hưởng đến các bạn thì bạn được khuyến khích ngừng lại. Đừng tiếp tục nói chuyện với những người đó hoặc là đừng tiếp tục gọi là bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó bằng cách im lặng và rời khỏi cái tình huống đó. Các bạn đang được vũ trụ cho cho các bạn những cái rõ ràng, những cái sự tự do, những cái giải pháp hoặc là cho bạn một cái tầm nhìn hoặc là bạn có được cái khả năng bay lên, vượt lên trên mọi thứ để có thể nhìn thấy được cái bức tranh toàn cảnh hơn. Ừ. Uhm. bạn có thể làm cái điều này bằng cách bạn ngắt kết nối cảm xúc của mình với tình huống hiện tại à, dù hoàn cảnh nó có thế nào đi chăng nữa bạn hãy ngừng suy nghĩ về nó ừ. à, hiện tại bạn đang ở quá gần để có thể nhìn rõ mọi thứ và một cái giải pháp đơn giản sẽ có sự được tiết lộ và điều này nó sẽ trở nên rõ ràng hơn với bạn một khi mà bạn có một cái sự buông bỏ buông bỏ những cái nỗi lo hãy ngừng tập trung vào tình huống này một lúc và đồng thời nhắm mắt lại thư giãn suy nghĩ À, đi bộ ha, hít thở không khí trong lành à, xuôi theo dòng và làm những gì khiến mình vui vẻ hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để bạn có thể tách khỏi mọi thứ trong một thời gian và giải pháp sẽ trở nên rõ ràng và khi đến thời điểm thích hợp ha ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có những cái sự cám dỗ hoặc là ai đó sẽ đưa ra cho bạn những lời hứa hẹn gì đó hoặc các bạn đã từng có những cái điều đó nhưng mà cuối cùng người ta lại thất hứa các bạn cho nên các bạn cảm thấy rất là tiêu cực buồn ha À, cho nên là một số bạn ở đây có khả năng các bạn sẽ nâng cao được cái trực giác của mình à, các bạn sẽ cảm nhận được ai đó thực sự với mình hoặc là ai đó có một cái sự gọi là mánh mung hoặc là dối trá ha, để bạn có thể có một cái tinh thần của sự phòng ngừa bảo vệ bản thân hoặc là một số bạn các bạn đã trải qua cái vấn đề này rồi thì các bạn có thể sẽ có một cái sự nhận thức bên trong sẽ có được cái sự gọi là ha, rút kinh nghiệm cho bản thân của mình để sau này mình không có bị lừa như vậy nữa thậm chí các bạn còn có thể chia sẻ cho mọi người để mọi người biết mà phòng chống Uh, cơ hội uh, quý giá hiếm có nào đang được trao đến cho các bạn tụ 2 số bạn tụ 2 dạo gần đây là thuộc cái uh, người gọi là bế quan tỏ cản không có muốn tiếp xúc quá nhiều bên ngoài hoặc là có những cái tổn thương đau đớn nhức nhói buồn bã um, bị phản bội lòng tin hoặc là có những cái sự chiến tranh gây hấn tranh cãi mâu thuẫn khiến bạn cảm thấy rất là mỏi mệt thấy cảm thấy cuộc sống của mình có sự bế tắc và kiệt quệ ha um. tuy nhiên không sao hết à, sức khỏe của bạn sẽ dần hồi phục thôi nếu như có sức khỏe của bạn nó đang yếu kém à, sức khỏe của bạn sẽ dần tốt hơn vì có các bạn là phải dành thời gian để mình nghỉ ngơi cân bằng lại mọi thứ mọi việc trước đã ngoài ra một số bạn ở đây thì mình thấy là có thể là các bạn um, ngừng đấu tranh với người khác ha? ngừng gây cãi tranh chiến với người khác dành thời gian cho chính mình nhiều hơn dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn hoặc một số bạn ở đây các bạn có những cuộc thi phỏng vấn gì đó Bạn không biết là mình có đầu hay không á ừ. Có quá nhiều điều khiến bạn cảm thấy áp lực Đặc biệt một số bạn các bạn lao tâm lao lực quá mức ảnh hưởng đến tim mạch nha Một số bạn là tình yêu có sự gọi là bị tan vỡ chặn nhau Hoặc là ngắt kết nó, chia tay hoàn toàn Các bạn cảm thấy rất là tổn thương Nhưng không sao cả mọi thứ sẽ được quá giải Các bạn có những cái lá bài sau cùng nó rất là đẹp đẽ Việc của bạn bây giờ là hãy chăm sóc bản thân của mình Nhẹ nhàng với chính mình rút kinh nghiệm để mình trở nên tinh tế có một sự hài hòa hơn và ngừng đấu tranh với mọi thứ ừ. mọi thứ sẽ được giải quyết hoặc là ở đây mình thấy cái, cái năng lượng của sự đấu tranh sự chiến tranh nó sẽ được gọi là kết thúc và năng lượng của sự hòa bình vui vẻ trọn vẹn nó sẽ được mang đến như các bạn các bạn sẽ có những cái chiến thắng thành công gì đó được mang đến hoặc là có những cái sự xung hợp gia đình người thân vui vẻ ấm áp được mở ra hoặc là cây cối hoa lá nhà bạn nó có sự gọi là xung xê nảy nở phát triển ha à, ngoài ra một vài bạn có khả năng các bạn sẽ so, có một sự đón nhận một căn nhà mới hoặc là có một số bạn có khả năng các bạn sẽ được trao cơ hội à, tiến đến hôn nhân với cái đối tượng các bạn ha à, nếu như các bạn đang yêu nhau và các bạn có rất là nhiều những khoảng cách những khó khăn những trở ngại có khả năng các bạn sẽ cùng nhau vượt qua từ những trở ngại này để bạn có được cái cảm giác hạnh phúc tiến đến kết hôn hoặc là có thể một vài bạn các bạn sẽ đã rời khỏi một cái tình yêu gì đó ngang trái câu xít độc hại thì có thể năng các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng trong một cái buổi tiệc hội nghị hoặc là vô tình gặp được trong một cái cộng đồng nào đó thì có thể năng các bạn sẽ có một sự tương tác nói chuyện thậm chí là đây là một cái đối tượng mà bạn cảm thấy có tiềm năng để có thể tiến đến hôn nhân ha, được có rất là nhiều bạn ở đây có tình yêu mới đó hoặc là một cái sự gọi là làm mới lại tình cảm. Ha. Ngoài ra thì có khả năng một số bạn các bạn sẽ có được cái nguồn tài chính vững chắc an toàn đảm bảo. Mọi thứ cuộc sống của bạn sẽ được đảm bảo khi mà các bạn trở nên gọi là um, yên bình trở lại. Ừ. Ngoài ra thời điểm này thì như mình nói cẩn thận với những chiêu thức lừa đảo lợi dụng hoặc là mượn tiền không trả. Ha. Những cái lời hứa hẹn, um, hảo huyền. Ừ. À, có một số bạn ở đây thì mình thấy... Um, thời điểm này nên tiết chế kiềm lại cái sự nóng tính của mình thì nó sẽ tốt hơn ha ừ. à, và đừng ngủ quên trong chiến thắng các bạn có những cái sự thành công tự do các bạn nên có một sự cảm thấy thoải mái vui vẻ với nó và tận dụng cái khoảng thời gian này để mình tạo nên thêm nhiều cái bước tiến hơn chứ à, và nắm bắt những cơ hội mới đến với các bạn có những cơ hội mới gì đó được mang đến nó đúng với sở trường đúng với sở thích của các bạn và nó giúp cho bạn gia tăng tài chính thì nếu như bạn cảm thấy mình có khả năng đảm đương làm được thì mình cứ thử thử xem sao À, có một số bạn đang gọi là kìm giữ bản thân có tài năng nhưng mà lại không muốn phát triển muốn có tiền nhưng mà lại không, không dám hành động thì mọi thứ nó sẽ không đến được với các bạn đâu các bạn cần phải hành động à, cần phải có kế hoạch cần phải có một cái sự rõ ràng học hỏi phát triển thì các bạn mới có khả năng thu hút tài chính thu hút một cuộc sống giàu có hoặc cuộc sống đủ đầy dư giả mà bạn mong muốn ừ. sẽ có những sự xung hợp đoàn tụ ha um, hạnh phúc phấn chấn ở đây và tinh thần của bạn có sự êm ái trở lại chứ không còn quá nhiều cái sự đau lòng khắc nghiệt gây cấn à, mệt mỏi nữa. Ừ. Một số bạn các bạn sẽ có khả năng sẽ nâng cao được tay nghề của mình. Nếu như các bạn là những người làm trong lĩnh vực liên quan đến chữa lành Và sức khỏe, ha, về tinh thần, hoặc là một vài bạn có thể năng là có đang đang bị bệnh thì có khả năng các bạn sẽ gặp được một cái người thầy thuốc chữa lành, một bác sĩ chữa lành hoặc một người nào đó giúp bạn nó có thể vượt qua được cái giai đoạn khốn khó, à, mọi thứ sẽ trọn vẹn và um, happy trở lại thôi ha. Đặc biệt các bạn nữ ở đây các bạn mong muốn có một cái tình yêu hạnh phúc đến đến hôn nhân là các bạn cần phải dẹp bỏ cái sự gọi là nóng tính của mình, sự nghi ngờ, sự sợ hãi, sự lo lắng của mình. Và các bạn nam cũng nên tiết chế lại cái tính bảo thủ hoặc là cái sự gọi là vị kỷ của mình, nên đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu, có sự cân bằng thì tình yêu nó mới đẹp được. Có thể đi lâu dài lâu bền với nhau được ha. Liên quan đến trực giác nè. Trực giác đó chính là ngôn ngữ của tâm hồn bạn ha. Tất cả mọi người sinh ra đã có những nhận thức với những cái ý thức sâu sắc về cái sự hiểu biết bên trong Và trực giác là một trong những cái món quà tuyệt vời nhất mà bạn sở hữu Giúp cho bạn có thể kết nối với vũ trụ thiên thần cơ đấng bảo hộ thiên liêng Các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là Tìm kiếm sự hướng dẫn từ ơn trên bằng cách lắng nghe trực giác ha. Và có một cái sự gọi là các bạn đang được ơn trên thúc đẩy gửi cho bạn những cái sự gọi là thôi thúc để bạn có thể có được cái câu trả lời cho chính mình các bạn đang được yêu cầu hãy có sự tin tưởng và đón nhận những gì đang cảm nhận về mặt thể chất khi mà cơ thể của bạn phối hợp với trực giác của bạn à, hãy nhận biết những giấc mơ của bạn những cái dấu hiệu đồng bộ những cuốn sách những tài liệu những kiến thức có thể sẽ đến với các bạn và những người bước vào cuộc đời của bạn Ha, hay thậm chí những con số liên tục xuất hiện ở đây, ừ, đây là chính là những cú hích về trực quan. Một khi mà bạn học cách tin tưởng vào trực giác của mình, bạn sẽ có thể nhìn nhận bản thân và thế giới theo cách mà bạn chưa bao giờ nghĩ là có thể. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. Um... Cơ hội hiếm có quý giá nào đang được trao cho các bạn Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Bạn tụ ba là những người rất là nhạy bén trong các vấn đề kinh doanh tài chính ha. hoặc là một số bạn các bạn rất đang mong muốn có một cuộc sống gia đình giàu có có tiền có bạc rồi uh, có được cái sự gọi là đủ đầy về mặt uh, tiền tài cũng như về mặt cảm xúc một số bạn các bạn đang trong cái giai đoạn của sự đổi mới bản thân của sự thức tỉnh nhìn nhận ra rất là nhiều những điều chân lý cuộc sống và các bạn rất là mong muốn khao khát có một cái cuộc sống độc lập tự do ha. có được cái nền tài chính gọi là an toàn uh, tự do tự tại về tiền tài của mình không có muốn sống phụ thuộc vào gia đình hoặc là những người khác nữa các bạn muốn có một cái sự tự lập Ừ, từ mình gây dựng nên cái đế chế riêng ha cái cuộc sống riêng và mình thấy dường như hầu như tất cả các bạn các bạn đang gọi là có rất là nhiều những gánh nặng liên quan đến cơm áo gạo tiền ha tất cả luôn ba tụ luôn ha, có một số bạn chọn luôn ba tụ hiện tại có khả năng là các bạn đang cố gắng bảo vệ tài chính không có dám tiêu xài nhiều có sự tiết kiệm cho bản thân cũng như là cũng có những cái sự gọi là nguyện cầu gia đình của mình được hạnh phúc ấm êm sung túc đủ đầy ha một số bạn các bạn rất là thích ăn nho và ở đây thì mình thấy thể năng là các bạn cũng có một sự gọi là rất là muốn có một cuộc sống độc lập Nhưng mà đôi khi các bạn lại không có dám bước ra có dùng giới hạn của mình Các bạn luôn có sự che giấu bản thân hoặc là che giấu những cái sự gọi là uh, tốt đẹp bên trong các bạn Những cái tài năng của các bạn, các bạn có sự giấu kính Thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự bùng nổ ha Mở ra cho mình những cơ hội mới bằng cách mình có một sự gọi là khai triển tất cả những gì mà bạn gọi là À, đang sở hữu ừ. những cái phẩm chất quý giá mà vũ trụ đang đã ban cho các bạn cơ hội quý giá hiếm có nào đang được trao cho các bạn tụ ba Đây một số bạn tụ ba thì nói chung là mình thấy có thể là bạn nên tự tin lên bởi vì một cái cuộc sống mới đổi mới hoàn toàn tốt đẹp hơn ha sung túc hơn đang mở ra các bạn rồi nếu như một số bạn ở đây các bạn có những cảm giác như cuộc sống của mình có sự bất chi bất dịch nó không có sự thay đổi gì cả thì đây là một cái sự thay đổi chuyển đổi đang rất là lớn đến với các bạn à, các bạn sẽ lấy lại được cái quyền kiểm soát của mình các bạn đang có một sự phát triển thành một con người mới có sự tự tin hơn và có sự đỉnh đạt hơn ha ngoài ra thì mình thấy các bạn có khả năng tiến về phía trước một cách chắc chắn nhất những cái quá khứ đau buồn những cái tổn thương đang ở phía sau các bạn rồi và những cái vấn đề khó khăn của bạn nó sẽ được giải quyết hoàn thành và tất cả những gì bạn làm đó là hãy quyết định xem bạn thực sự muốn gì ha mọi thứ đều có thể diễn ra các bạn các bạn hãy lắng nghe trái tim các bạn và đừng có chấp nhận những cái điều tiêu cực nữa bạn hãy chắc chắn hãy tự tin và những thứ mà bạn mong muốn nó sẽ thuộc về các bạn các bạn đang được ban phước lành rất là nhiều cho nên hãy nắm bắt cơ hội tận dụng những sự biến đổi và có một cái sự gọi là hành động để thay đổi cuộc sống của mình như ước mơ các bạn ha một số bạn ở đây các bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 3 thì cũng giống như các bạn tụ 1 là các bạn tụ 3 các bạn cũng đang được chữa lành và trẻ hóa à, các bạn đang được thanh lọc thanh lọc đến từ cái nguồn nước ừ. các bạn đang được thanh lọc cảm xúc à, có thể các bạn đang có những cái xáo trộn mà cảm xúc à, hoặc là các bạn có những cái điều gì đó cảm thấy à, mệt mỏi lo lắng bất an thì cái sự chữa lành sâu sắc đang diễn ra rồi và các bạn sẽ có khả năng hoàn thành xong cái quá trình này và các bạn sẽ có được cảm giác dễ chịu hơn À, các bạn sẽ được làm sạch và trẻ hóa về uh, mọi mặt à, và giờ đây thì các bạn sẽ sẽ có một sự gọi là sẵn sàng sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình thoát khỏi những gánh nặng cảm xúc mà trước đây mà các bạn đã có một cái sự đeo mang ừ. các bạn sẽ có cơ hội chứng kiến được những cái sự gọi là phép màu đến với cuộc sống của các bạn giống như cuộc sống của bạn đang cảm thấy rất là nhầm chán tự nhiên các bạn lại có những cái luồng sinh khí mới bạn cảm thấy hào hứng với cuộc sống hơn hoặc là bạn có những cái niềm đam mê hứng thú với mọi thứ hơn À, cuộc sống của bạn sẽ có sự gia tăng cái sự lãng mạn hoặc là cái khả năng sáng tạo của bạn nó có sự phát triển dường như là vô tận luôn à, hãy đón nhận tất cả những gì xảy đến với các bạn hãy tận hưởng cái cuộc hành trình của mình à, và đừng có vội gọi là à, đưa ra kết luận hãy cho phép mọi thứ nó diễn ra theo cách và thời gian thời gian riêng của nó và những cái điều mà bạn cảm thấy mù mờ nó sẽ được làm sáng tỏ mang lại cho bạn cái niềm vui lâu dài và có những cái cảm giác thỏa mãn sâu sắc nhất ha ngoài ra thì mình thấy có khả năng các bạn sẽ trở nên trí tuệ và các bạn có được cái sự thông thái để bạn có thể nhìn ra được những cái bức tranh ảo ảnh hoặc là nhìn ra được những cái uh, sự giả vờ ha từ người khác ừ. nhìn ra được cái suy nghĩ của người khác để bạn có thể bảo vệ bản thân của mình và bạn cũng nên có một cái sự giữ vững cái lập trường của mình đối với một người nào đó hoặc là một cái vấn đề cụ thể nào đó hãy đứng vững trong cái sự thật của bạn và đừng để bản thân của mình bị lung lay bởi niềm tin, ý kiến hoặc là quan điểm của người khác. Nếu dường như các bạn cảm thấy có một cái điều gì đó không ổn thì à, bạn hãy tin vào trực giác và linh cảm của bạn về cái điều này. Hãy thành thật với chính mình, ha, hãy tôn trọng quan điểm của người khác nhưng mà còn phải có sự gọi là bảo vệ cái hệ thống giá trị của bạn. Nếu bạn cảm thấy điều gì đó không hợp với bạn thì bạn có quyền ngừng à, tiếp tục mà với họ ngừng tương tác hoặc là ngừng gọi là chịu đựng ở đây và bạn sẽ sớm trải nghiệm được một cái mối liên kết tinh thần và cảm xúc mạnh mẽ với một người khác một thành viên trong gia đình à, hoặc là một thú cưng à, bạn sẽ có khả năng kết nối lại với nội tâm của mình và bạn có khả năng loại bỏ những cái cảm xúc những cái sự bị đè nén trong khoảng thời gian gần đây đây sẽ là cái khoảng thời gian mà những cái giọt nước mắt buồn bã của bạn sẽ chuyển thành những giọt nước mắt vui mừng ha cái sự trân trọng của bạn đối với cuộc sống với tình yêu và tình bạn sẽ được củng cố khi mà bạn có một cái sự biết ơn về những phước lành trong cuộc sống của mình à, tình yêu đang được bao gọc xung quanh cuộc sống của các bạn hãy ôm lấy nó hãy trân trọng nó và tôn vinh nó ừ. một số bạn ở đây mình thấy các bạn và những người mà bạn yêu thương sẽ có sự đoàn kết thông qua những cái mối liên kết chung À, và tình yêu mà bạn dành cho đối phương của bạn ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn đây sẽ là cái khoảng thời gian đặc biệt và kỳ diệu bạn hãy nhớ tận hưởng từng khoảnh khắc và thực sự đây là những điều quan trọng của các bạn cho nên hãy biết gọi là nắm bắt nó ha và mình thấy các bạn sẽ có được cái những cái trải nghiệm của một cái sự gọi là rút kinh nghiệm cho bản thân thông qua cái sự tương tác với người khác ừ một số bạn ở đây mình thấy có khả năng các bạn sẽ nhìn ra được những cái, cái âm mưu, ha, những cái sự lừa dối, có những cái người họ sẽ có những lời hứa hẹn rực rỡ, màu hồng với các bạn, tuy nhiên có khả năng họ sẽ thất hứa. cho nên là mình thấy có khả năng một vài bạn các bạn sẽ um, bảo vệ bản thân khỏi những cái điều tiêu cực này, tránh rủi ro, tránh thất thoát. hoặc là một vài bạn các bạn đã trải qua những cái điều này rồi thì có thể là bạn sẽ có một cái sự gọi là thông thái hơn, rút kinh nghiệm sâu sắc hơn và bạn có thể À, truyền tải chia sẻ với người khác để người ta có thể tránh được những cái rủi ro này. Ừ. ở đây có thể một số bạn các bạn đã trải qua giai đoạn của sự mất mát tổn thương gì đó nhưng mà bạn cũng đừng có buồn bã. À, các bạn có được cái sự hồi sinh nghĩa là những sự mất mát sẽ được trả lại cho bạn bằng một cái hình thức mới cách thức mới. Ừ. các bạn hãy ra ngoài thiên nhiên kết nối với mẹ trái đất nhiều hơn để giúp cho bạn có khả năng gọi là lấy lại được cái nguồn năng lượng sức sống tinh thần các bạn. Ừ. Bởi vì bánh xe số phận của bạn đang quay rồi ha. Và cuộc sống này không bao giờ đứng yên hết Tuy nhiên thì mình thấy các bạn đã đến lúc các bạn còn phải có sự thích ứng linh hoạt với chu kỳ của cuộc sống Một cái chu kỳ mới sẽ bắt đầu với các bạn Và cái cuộc hành trình nó vẫn tiếp tục Bạn ừ. hãy biết rằng không có kết thúc thì sẽ không có sự khởi đầu mới Cho nên là cái cũ phải đi thì cái mới nó mới tới được nha có thể là bạn đã có những cảm xúc bị dồn nén, bị kìm nén giữ bên trong mình thì nó không tốt cho bạn chút nào cả và các bạn đang được chữa lành thông qua những cái giấc mơ của bạn. Và bạn có khả năng là trút hết được những cái tâm sự, những cái cảm xúc của mình. À, thậm chí một số bạn có khả năng các bạn được thể hiện được, khuyến khích thể hiện cảm xúc của mình thông qua cái việc bạn khóc nè, hoặc là bạn có sự tâm sự với thần thánh về những cái nỗi lo lắng, uh, những cái nỗi buồn phiền trăn trở các bạn. Các bạn sẽ được bao quanh bởi cái tình yêu và cái nguồn năng lượng chữa lành bạn được yêu thương vĩnh viễn và được bảo vệ vĩnh viễn ha à, và trong tháng tới thôi các bạn sẽ suy ngẫm về quá khứ và bạn sẽ cảm thấy rất là biết ơn và buông bỏ những cái tổn thương thất vọng trong quá khứ và sẽ có những kỷ niệm yêu thương được uh, giữ lại và sau đó thì cái trái tim của bạn lại tràn ngập ánh sáng ha lại có một cái sự hào hứng đón nhận những cái mùa mới lại bắt đầu một cái hành trình mới niềm vui mới niềm đam mê mới lại được gọi là uh, tái sinh trong cuộc sống của các bạn cơ hội hiếm có quý giá nào đang được trao cho các bạn tụ ba. Một cái sự gọi là nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống này. Các bạn giống như là trở nên một người thầy tinh thần ha, à, khi các bạn đã trải qua đủ những cái nỗi đắng cay trong cuộc sống, các bạn có được cái khoảng thời gian tĩnh lặng và nhìn ngắm về những bài học đã diễn ra và các bạn có một cái sự chữa lành hoàn toàn và bạn còn có khả năng trở thành một cái ngọn đèn sáng để có thể giúp cho người ta có thể vượt qua được cái bóng đêm của họ. Ừ uhm. ngoài ra mình thấy có thể là một số bạn các bạn có sự gọi là phát triển về tài chính rất là mạnh mẽ nha à, có thể sẽ có những cơ hội gia tăng tài chính thu nhập để bạn có thể có được nhiều nguồn tài nguyên để bạn có thể hỗ trợ giúp đỡ cho đi nhiều hơn uhm. tiền bạc đến với bạn có sự đủ đầy ha à, hoặc là những cái sự gọi là phát triển thay đổi cuộc sống của mình đây là thời điểm mà các bạn cần hết sức nhìn nhận ra mình thực sự muốn gì cần gì à, đây là giai đoạn của bạn có sự đổi mới thức tỉnh hoàn toàn để bạn có thể bước vào cái giai đoạn thực sự là chính mình bước vào cái giai đoạn dương quyền của mình để tạo nên một cuộc sống à, dư giả hạnh phúc về về mặt gia đình và có một cái sự trọn vẹn về mặt gọi là tiền bạc ừ. à, các bạn có lá chính tiền ha rồi sáu tiền rồi vua tiền rồi bay tiền ha tất cả những cái nguồn tiền tài đang được đổ dồn trong cuộc sống của bạn khi mà bạn đã ý thức được cái giá trị của đồng tiền và bạn muốn thu hút nó thì nó đang gọi là trên đường đến với các bạn thậm chí một số bạn các bạn đã có được rồi và trong thời điểm này có những cái sự giao dịch mua bán kinh doanh gì đó mà ai đó mời gọi bạn hợp tác làm ăn có những lời hứa hẹn ha hoa mỹ với các bạn các bạn hết sức cẩn thận bởi vì có những cái điều ẩn giấu ở đó các bạn cần phải đào sâu nghiên cứu và tìm hiểu rõ ràng để tránh bị vấp phải cái sự bị hãm hại ha mất mát à, và mình thấy các bạn có được cái cơ hội quý giá đó là các bạn được trao tặng cái trực giác cao có được cái sự nhận thức sâu sắc hoặc là bạn sẽ có được cái sự gọi là chỉ dẫn hỗ trợ từ ơn trên hoặc là sẽ có những quý nhân họ sẽ có một cái sự làm cho bạn sáng tỏ bạn không có bị lừa ha kiểu vậy số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn đã rất là áp lực đã rất là kiệt sức đã bất lực trong những tình huống gì đó thì nên nghỉ ngơi cân bằng về để cho bản thân của mình được thanh thản được bình yên để mình có thể loại bỏ những khối nặng nề về cảm xúc để mình mở ra một cái chương mới hoặc là có một cái chỗ trống để mình lấp đầy những cái niềm vui của mình ừ. mọi thứ sẽ được sắp xếp lại trong cuộc sống của các bạn ừ. Và cuộc sống của bạn sẽ ra có một cái sự gọi là rộn ràng, hạnh phúc và ấm êm thôi Thậm chí một số bạn là từng trải qua đau thương, mất mát, tổn hại Thì cuối cùng ha khi mà bạn phát triển bản thân, phát triển cuộc sống của bạn Được nâng cấp, nâng tầm Các bạn cũng sẽ thu hút được một cái đối tượng tình yêu Và có khả năng tiến đến hôn nhân, một cuộc sống gia đình hạnh phúc trọn vẹn Nhưng mà trước tiên bây giờ mình nên theo đuổi ước mơ, đam mê Và uh, phát triển một cuộc sống uh, mà bạn mong muốn Đó là vấn đề tài chính và được nâng cao ha, Cuộc sống của bạn phải vững chắc trước cái đặt thì bạn mới có khả năng có được cái tình yêu hạnh phúc gia đình ấm êm và trọn vẹn à, còn các bạn cứ chạy đuổi theo tình yêu các bạn đau khổ bạn nghiệt ngã bạn bỏ quên cuộc sống của mình bỏ quên tương lai của mình thì bạn sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội mà ở đợt ơn trên trao tặng cho các bạn ừ. và các bạn nên lắng nghe âm nhạc nhiều hơn ha? âm nhạc sẽ giúp cho bạn có thể gọi là hát lên cái bài hát của linh hồn mình hoặc là giúp cho bạn có khả năng gọi là nguôi ngoai được nỗi buồn giúp cho bạn có một cái động lực phấn chấn hơn nghe những bài nhạc vui những bài nhạc truyền cảm hứng chứ đừng có nghe nhạc buồn nha <laughs> nó càng thảm hơn nữa À, có khả năng sẽ có nhiều người mang năng lượng nam tiến vào cuộc sống của bạn để có thể mở trí hoặc là kết hợp hoặc là truyền cảm hứng cho các bạn ừ. hoặc một số bạn các bạn có những vấn đề về sức khỏe tinh thần thể chất gì đó sẽ được uh, chữa lành sẽ có những cái người họ có chuyên môn cao họ sẽ hỗ trợ cho các bạn vượt qua được cái giai đoạn này hoặc là một vài bạn sắp có cuộc phẫu thuật nào đó thì mình thấy sẽ thành công ha uh, sẽ thành công sẽ hài lòng sẽ mãn nguyện một số bạn làm trong lĩnh vực chủ lành các bạn càng nâng cao tay nghề nhiều hơn khi mà các bạn đã học hỏi họ được rất là nhiều những kiến thức và có sự nâng cấp, nâng tầm và tiền bạc cũng có sự tăng trưởng theo đó ha, thấy là như vậy các bạn đang được ơn trên ban cho bạn rất là nhiều nguồn tài nguyên bởi vì bạn là một người có khả năng có tầm ảnh hưởng cũng như là một người có khả năng mang đến những cái món quà cho người khác bằng cái sự thiện lành các bạn thì bạn được ban nhiều hơn nữa ha để bạn có thể giúp đỡ, chia sẻ và cho đi và tạo nên một cái uh, tấm gương sáng để cho những người khác họ noi theo, họ làm theo, và tạo nên một cái cuộc sống có giá trị tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thời à. điểm này đừng có đừng có để những cái nỗi buồn, đau đớn gì đó tự hủy hoại bản thân. Ha, bạn có một cái bài rất là tốt đẹp, tiền bạc đến rất là nhiều cho nên là đừng ha, đừng bao giờ gây hại cho bản thân của mình. Chỉ có bản thân của bạn mới có thể gọi là luôn ở bên các bạn, luôn nỗ lực cùng các bạn, đồng hành với các bạn mọi người có thể bỏ bạn nhưng bản thân của bạn không bao giờ bỏ các bạn cho nên bạn đừng bao giờ bỏ thọ bản thân đừng đánh giá thấp bản thân của mình hãy yêu quý nó hãy trân trọng nó bạn càng trân trọng bản thân thì bạn càng có được cái sự thịnh vượng tốt lành bạn càng yêu bản thân thì với một cái sự gọi là um, chân thành chứ không phải là yêu theo kiểu ích kỷ nha ừ. yêu theo kiểu gọi là biết nâng cấp và trân trọng giá trị của mình không để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực nữa thì lúc đó bạn sẽ thu hút được nhiều tình yêu hơn nhiều được sự gọi là giúp đỡ hơn sự trân trọng hơn ừ. một số bạn sao tất cả các bạn sẽ có được một cái tình yêu chân thành ấm áp lãng mạn đến với các bạn ừ. sẽ tìm được một cái người gọi là có sự gọi là cộng hưởng năng lượng với người gọi là đồng hành với các bạn trên hành trình của mình hai người có chung cái niềm đam mê sở thích niềm vui niềm hạnh phúc Um, hoặc có chung cái tần số ha à, bạn muốn thu hút một người gọi là um, giỏi giang một người có một cuộc sống độc lập một người có một cái tinh thần nhận thức tốt một người gọi là uh, yêu thương gia đình hay gì đó thì bạn hãy làm một người như vậy hay là một phiên bản như vậy thì bạn mới thu hút được một phiên bản uh, như thế đến với các bạn nha nature nè các bạn được khuyến khích kết nối thiên nhiên thiên nhiên chính là một cái nơi gọi là cung cấp uh, cái nguồn năng lượng miễn phí cho các bạn ha không tốn tiền mà lại rất là dồi dào và dư giả nữa cho nên là hãy kết nối với thiên nhiên nhiều hơn để giúp cho bạn có khả năng gọi là tinh thần thoải mái phấn chấn trở lại để mình bắt đầu vào cái nguồn quay cuộc sống bắt đầu thiết lập lại cái nền tảng cuộc sống cho chính mình ha, đạt đến cái thành công mà mình mong chờ cho ừ. mình xin kết thúc các bạn tụ ba uh, ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chung không báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn